trời rét, nhiều người cảm thấy lo sợ bởi đọng độc cũng như vẻ bên ngoài của chúng. Nhưng khi đọc bài viết dưới đây, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vô cùng thú vị bởi những điều bí ẩn đầy bất ngờ về loài rết bé nhỏ nhưng đáng sợ này nhé. Đặc điểm của loài rết. Nhắc tới rết, nhiều người cảm thấy lo sợ bởi đọng độc cũng như vẻ bên ngoài của chúng. Nhưng khi đọc bài viết dưới đây, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vô cùng thú vị bởi những điều bí ẩn đầy bất ngờ về loài rết bé nhỏ nhưng đáng sợ này nhé. Đặc điểm của loài rết. Những đặc điểm chung của loài rết. Rết thuộc nhóm động vật thân đốt, phân nhánh nhiều chân, cơ thể cấu tạo gồm hai phần đầu và thân. Đầu của rết thường có dạng tròn hoặc dẹt mang đặc điểm chung của phân nhánh nhưng vẫn có sự khác biệt như râu trẻ hoặc chân kép. Phần thân mang nhiều đốt, mỗi đốt mang nền. Những đặc điểm chung của loài rết. Rết thuộc nhóm động vật thân đốt, phân nhánh nhiều chân, cơ thể cấu tạo gồm hai phần đầu và thân. Đầu của rết thường có dạng tròn hoặc dẹt mang đặc điểm chung của phân nhánh nhưng vẫn có sự khác biệt như râu trẻ hoặc chân kép. Phần thân mang nhiều đốt, mỗi đốt mang nền. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết về loài rết. 1. Tên tiếng Anh của rết là centipede, được lấy từ gốc chữ Latin có nghĩa là loài vật có 100 chân nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. 2. Loài rết lớn nhất thế giới được biết tới nhiều nhất là loài rết có tên khoa học Lacicalopendera giganti. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết về loài rết. 1. Tên tiếng Anh của rết là centipede, được lấy từ gốc chữ Latin có nghĩa là loài vật có 100 chân nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. 2. Loài rết lớn nhất thế giới được biết tới nhiều nhất là loài rết có tên khoa học Lacicalopendera giganti. 3. Mặc dù rết có các mắt đơn tập trung tại phần đầu tạo thành mắt kép nhưng chúng không thể phân biệt được hình dạng đối phương hoặc sinh vật xung quanh như các loài chân lớp cùng hệ khác. Chúng chỉ có khả năng cảm nhận được sáng và tối. 4. Số cặp chân của rết có điều đặc biệt là luôn tồn tại ở số. 3. Mặc dù rết có các mắt đơn tập trung tại phần đầu tạo thành mắt kép nhưng chúng không thể phân biệt được hình dạng đối phương hoặc sinh vật xung quanh như các loài chân lớp cùng hệ khác. Chúng chỉ có khả năng cảm nhận được sáng và tối. 4. Số cặp chân của rết có điều đặc biệt là luôn tồn tại ở số. 5. Điểm yếu của loài rết là cấu tạo của lớp vỏ thiếu hoàn thiện. Không có lớp cừu tân giảm sáp nên rết rất dễ bị mất nước khi trời khô hạn và nắng nóng. Điều này giải thích tại sao chúng chỉ tập trung sống ở những vùng có khí hậu ẩm thấp. 6. Khả năng sinh sản của rết vô cùng kinh ngạc, chúng thuộc loại. 5. Điểm yếu của loài rết là cấu tạo của lớp vỏ thiếu hoàn thiện. Không có lớp cừu tân giảm sáp nên rết rất dễ bị mất nước khi trời khô hạn và nắng nóng. Điều này giải thích tại sao chúng chỉ tập trung sống ở những vùng có khí hậu ẩm thấp. 6. Khả năng sinh sản của rết vô cùng kinh ngạc, chúng thuộc loại. 7. So với các động vật thuộc lớp chân đốt, rết là loài có tuổi thọ khá cao, sống được hơn 5 năm. Chúng luôn lột xác và tiến hóa qua từng độ tuổi chứ không dừng lại giống như các loài vật khác khi đến giai đoạn trưởng thành hết về cấu tạo và hình dạng. 8. Chân của rết có thể tái tạo lại như bình thường. 7. So với các động vật thuộc lớp chân đốt, rết là loài có tuổi thọ khá cao, sống được hơn 5 năm. Chúng luôn lột xác và tiến hóa qua từng độ tuổi chứ không dừng lại giống như các loài vật khác khi đến giai đoạn trưởng thành hết về cấu tạo và hình dạng. Nó rất nguy hiểm con này mà cắn vào bông cô nào lại như bình thường. Nó mà cắn vào bông cô nào thì thôi rồi lỡ ơi. Xử trí vết rết cắn sao cho đúng. Rết là loài vật khá hung dữ và dễ tấn công con người khi chúng ta vô tình chạm phải. Những nơi có môi trường ẩm thấp rất thuận lợi cho rết sinh sống và phát triển. Nếu không may bị rết cắn nhẹ thì có thể gây dị ứng da, sưng, nóng, đỏ đau tại vết đốt. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp có tiền sử dị. Rết là loài vật khá hung dữ và dễ tấn công con người khi chúng ta vô tình chạm phải. Những nơi có môi trường ẩm thấp rất thuận lợi cho rết sinh sống và phát triển. Nếu không may bị rết cắn nhẹ thì có thể gây dị ứng da, sưng, nóng, đỏ đau tại vết đốt. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp có tiền sử dị. Tuy nhiên, khi bị rết cắn nói riêng và côn trùng đốt nói chung, nhiều người chưa biết cách hoặc có những cách xử trí chưa đúng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe. Như trường hợp của một người bệnh Ti, huyện, 62 tuổi trú tại khu 10 đến Thanh Sơn đến Uông Bí nhập viện do rết cắn vào. Tuy nhiên, khi bị rết cắn nói riêng và côn trùng đốt nói chung, nhiều người chưa biết cách hoặc có những cách xử trí chưa đúng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe. Như trường hợp của một người bệnh Ti, huyện, 62 tuổi trú tại khu 10 đến Thanh Sơn đến Uông Bí nhập viện do rết cắn vào. Tuy nhiên, khi bị rết cắn nói riêng và côn trùng đốt nói chung, nhiều người chưa biết cách hoặc có những cách xử trí chưa đúng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe. Như trường hợp của một người bệnh Ti, huyện, 62 tuổi trú tại khu 10 đến Thanh Sơn đến Uông Bí nhập viện do rết cắn vào. Theo TC, BC, Dương Đức Mạnh đến khoa cấp cứu bệnh viện cho biết, người bệnh khi bị rết cắn thường gây ra nóng rát, đau nhức. Bản chất của tỏi tính nóng khi đáp vào vết côn trùng đốt như vậy khiến vết đốt có thể bị bỏng rát, phòng nước sưng nề khiến vết thương càng đau, nhức vặt.
12. Chúng ta yêu súc vật vì thịt chúng rất ngon. 12. Chúng ta yêu súc vật vì thịt chúng rất ngon. 12. Chúng ta yêu súc vật vì thịt chúng rất ngon. Đăng ký và ấn chuông báo phía bên phải để xem video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã xem.